Cướp bóng được rồi, vẫn đang là Hoàng Tùng, tốc độ rất cao. Lần này có điểm hay không? Có hai điểm tính dành cho chiếc máy chạy mang áo số 35 bên phía Nguyễn Tất Thành. Người phạm lỗi trong pha bóng rồi là Nhật Giang. Lỗi đồng đội thứ ba của đội bóng áo hồng. Vẫn đang là Hoàng Tùng đánh thẳng vào trong, tốc độ rất tốt và kiểm soát cơ thể cũng rất ok. Bóng chạy ra ngoài cho Hoàng Tùng, có một tình huống screen, split screen, qua được thêm một người, lên rổ, có điểm dành cho Hoàng Tùng. Một số cầu thủ khác mà thôi, đây chính là sự phối hợp. Vâng, một pha break ankle, double break ankle. Có điểm hay không? Cho tôi một pha highlight đi. Vâng, và cuối cùng thì Hoàng Tùng cũng đã kết thúc pha bóng vừa rồi. Vâng, chúng ta vừa được xem lại vâng một tình huống lấy bốn cái cổ chân rất ngọt ngào. Một quả deep three không có điểm dành cho cầu thủ này. Bây giờ sẽ là phản công Minh Đức đối đầu với Hoàng Tùng. Hoàng Tùng rất nhanh, lên rổ tay phải thành công. Nhưng đây là tốc độ của Hoàng Tùng. Tùng Ly, and one! Quá khủng khiếp. Một pha bóng mà Tùng Ly vừa cho thấy tốc độ, vừa cho thấy một chút hang time của mình. Can thiệp tốt, phản công, đây là Hoàng Tùng. Quyết định đánh luôn hay không? Có hai điểm tính dành cho Hoàng Tùng. Tuy nhiên là chân của anh có vẻ đã không chịu đựng được nữa rồi. Bóng sẽ cần được đưa đến tay của Hoàng Tùng. Đúng là như vậy, Hoàng Tùng. Vẫn là Hoàng Tùng. Và bóng đến tay anh là có điểm.